Mở đầu là một số thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của các bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ngày hôm nay, đại diện lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số 26 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, có 22 trường hợp sức khỏe đã ổn định, tuy nhiên vẫn còn 4 ca nặng. Hiện bệnh viện vẫn tập trung nhân lực vật lực tốt nhất để cứu chữa nạn nhân. Trong 4 ca bệnh nặng, có 1 trường hợp là bác sĩ đang công tác tại bệnh viện Bạch Mai. Nữ bác sĩ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, sốc, suy đa tạng, phải thở máy. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều qua, 36 nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ đang điều trị tại các bệnh viện Bạch Mai, Sanh Pôn, Hà Đông, Đại học Y Hà Nội và Quân y 103. Trong số này, 6 ca nặng nguy kịch, còn lại mức độ trung bình, nhẹ. Như vậy là tổng số ca tử vong theo báo cáo của các bệnh viện đến nay là 56 trường hợp. Bệnh viện Quân y 103 tiếp nhận 41 ca, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Đống Đa mỗi nơi 4 ca, Bệnh viện E và Bạch Mai mỗi nơi 2 ca, còn Bệnh viện Bưu điện, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mỗi nơi 1 ca. Để tiếp nhận sự ủng hộ chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với các nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thông báo số tài khoản tiếp nhận chính thức như sau. Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Quỹ cứu trợ. Số tài khoản: 37610905726091049, tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân cũng tiếp nhận qua số tài khoản 37610905115891999 tại Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân. Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, với số tài khoản 12800119657 tại Ngân hàng Vietinbank. Nội dung chuyển khoản: hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Mọi sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo công bằng, công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng. Với 56 người tử vong, vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ được coi là thảm họa đối với người dân thủ đô. Chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí do thành phố, các đơn vị thuộc thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức từ ngày 14 đến hết ngày 17 tháng 9. Và vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 9, tức thứ hai tuần sau, các cơ quan đơn vị sẽ đồng loạt tổ chức dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch xây dựng, vấn đề an toàn điện và đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó tập trung vào việc đảm bảo yêu cầu ngăn cháy lan, các lối thoát nạn, lối thoát khẩn cấp, các hệ thống thiết bị điện. Đặc biệt, đợt kiểm tra cũng tập trung vào việc tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, cũng như tổ chức tuyên truyền kiến thức kỹ năng cho người dân. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm nếu có phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, công khai, minh bạch và không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bên cạnh đó, thành phố cũng coi trọng vai trò kiểm tra giám sát của nhân dân, các cơ quan thông tấn báo chí đối với việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân và công tác kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng thẩm quyền quy định, chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để kiểm tra, điều tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thời gian thực hiện tổng kiểm tra sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 10 năm nay. Thưa quý vị, truyền hình Công an Nhân dân thì đã rất nhiều lần đề cập đến các kỹ năng thoát hiểm khi không may xảy ra sự cố cháy nổ. Tuy nhiên, đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Thanh Xuân vào đêm 12 tháng 9 vừa qua, câu chuyện này mới thực sự trở nên cấp bách khi con số thương vong là quá sức tưởng tượng. Trong lúc hoảng loạn thì nhiều nạn nhân vẫn chạy vào thang máy hay nhà vệ sinh, những nơi được khuyến cáo là không nên đi vào khi xảy ra cháy.
Trong bối cảnh nguy cơ cháy nổ luôn hiện diện ở các tòa nhà, thì những kiến thức thoát hiểm này cần phải được mỗi người, mỗi gia đình thường xuyên trao đổi thông tin với nhau để các thành viên trong gia đình đều nắm bắt và thực hành thành thạo. Thiết kế riêng một khu vực nằm trong tầm nhìn, dễ quan sát tại hầm để xe dành cho xe điện. Đặt tủ để bình chữa cháy gần khu vực xe điện. Sau 22 giờ, đội ngũ bảo vệ của khu chung cư này sẽ chủ động rút sạc xe điện của cư dân để phòng chống cháy nổ. Những việc làm này đã giúp ngăn ngừa những nguy cơ về cháy nổ do xe điện gây ra. Ban quản lý tòa nhà cũng luôn luôn chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tức là hướng dẫn như là tuyên truyền cho người dân để nâng cao cái ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đối với lại cái công tác mà xe đạp điện, máy điện sạc ấy, thì ban quản lý tòa nhà cũng có một cái khu dành riêng và để cho các cư dân mà có cái xe sử dụng xe đạp điện, máy điện chúng ta sẽ tiến hành cắm sạc ở đây. Và trong quá trình sạc thì có đội ngũ bảo vệ ở đây trực 24/24, và chúng tôi cũng đã yêu cầu và thậm chí cũng đã dán tất cả những cái biển cảnh báo, tức là sau 22 giờ, tức là sau 10 giờ đêm là chúng tiến hành sẽ rút hết ra để loại trừ những cái sự cố bất trắc có thể không may xảy ra. Qua cái vụ này cũng thấy là sẽ có phải có ý thức hơn, nhưng mà phải có cái tuyên truyền cho người ta hiểu nhiều hơn về cái chuyện này. Ít nhất là mỗi gia đình phải có cái người hiểu biết về cái này để xử lý tình huống khi cần thiết. Trong vụ cháy chung cư mini vừa qua, kỹ năng thoát hiểm đã giúp một gia đình gồm 3 người, trong đó có một cháu bé 4 tuổi thoát nạn an toàn bằng cách trang bị thang dây. Từ câu chuyện đó mới thấy việc trang bị kỹ các kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ là vô cùng quan trọng. Khi gặp các nguy kịch, người dân nên bình tĩnh xử lý các tình huống, tránh bối rối sẽ dễ mất kiểm soát gây nguy hiểm. Nếu không có mặt nạ lọc độc thì có thể dùng khăn rẻ dấp vào, nhúng vào nước và hô hấp qua đó để lọc bớt những cái khí độc hại mà mình không nhìn thấy, không có mùi. Còn đối với những cái tầng mà thấp, ví dụ như là từ tầng 3 trở xuống thì có thể sử dụng thang dây để treo xuống, hoặc là có thể sử dụng dây thừng để mà đối với những người có kỹ năng, có sức khỏe để có thể thoát xuống phía dưới. Và cái việc mà trang bị các kiến thức an toàn nói chung cũng như kiến thức an toàn phòng cháy cháy là yêu cầu bắt buộc đối với cuộc sống hiện nay. Nó sẽ giúp cho bản thân chúng ta có thể tự tin, bình tĩnh và giải quyết các tình huống từ là cháy nổ cho đến các tình huống nguy hiểm khác trong cuộc sống. Bên cạnh nắm vững kiến thức cách thoát hiểm khi cháy chung cư, nhà cao tầng, người dân còn cần trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, gồm lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy, bình chữa cháy, trang bị thiết bị hỗ trợ thoát hiểm như dây thừng, thang dây, dây thoát hiểm, mặt nạ chống độc, thường xuyên kiểm tra, chú ý tới các địa điểm dễ xảy ra cháy nổ như công tắc điện, nơi đặt cầu giao điện. Ngoài ra, mỗi người cần tham gia các buổi tập huấn, hướng dẫn cách xử lý sự cố, cách sử dụng bình chữa cháy để kịp thời ứng phó khi có đám cháy, luôn đề cao tinh thần cảnh giác, đề cao phòng cháy nổ trong mọi tình huống. Tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan vừa khám phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng trú tại tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 5 kg ma túy dạng đá. Đêm 13 tháng 9, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành chặn dừng một xe ô tô khách khi di chuyển trên quốc lộ 7 đoạn qua xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, bắt giữ hai đối tượng là Trá A Dia và Mùa A Cở cùng chú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 5 kg ma túy dạng đá. Số ma túy trên được hai đối tượng cất giấu trong vali gửi đi cùng ô tô khách. Tại cơ quan điều tra, sau nhiều giờ đấu tranh liên tục, hai đối tượng buộc phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng. Để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ đối tượng Quang Văn Long ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Vào hồi 22 giờ ngày 10 tháng 9, Quang Văn Long đã trèo tường lẻn vào trong trường trung học phổ thông Lê Chân trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Tại đây thì Long đã dùng dụng cụ phá két sắt lấy đi số tiền 147 triệu đồng. Và sau khi lấy được số tiền trên, Long lên Hà Nội mua sắm tư trang phục vụ nhu cầu cá nhân và chuyển 50 triệu đồng đến một tài khoản của người thân, giữ lại 54 triệu 700 nghìn đồng. Tuy nhiên, khi vừa quay về nhà nghỉ Đăng Quang trên đường Thiên Lôi thì đã bị lực lượng công an quận Lê Chân mời về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, 54 triệu 700 nghìn đồng tiền mặt và một số vật dụng khác. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Lê Chân đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quảng Văn Long về tội trộm cắp tài sản. Em làm dây vỡ, xong rồi lương 80 đồng. Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng cùng trú tại quận Thanh Khê gồm Nguyễn Nhật Tân và Võ Lê Hoàng Tú về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra, vào tháng 9 năm 2022, Tân đi ăn nhậu với người bạn tên Sang, hiện chưa rõ lai lịch, và được tặng một khẩu súng. Có thời gian sợ bị người nhà phát hiện, Tân đã đem súng sang nhà của Tú nhờ cất giữ hộ. Từ đó Tân nảy sinh ý định thích sưu tập súng nên thường xuyên lên mạng xã hội để tìm hiểu, nghiên cứu các thiết kế và bản vẽ về súng đạn các loại, đồng thời muốn độ chế thành nhiều kiểu khác nhau nhưng chưa thực hiện. Tân đã đặt mua 5 khẩu súng khác để đưa vào bộ sưu tập. Vào ngày 17 tháng 8, Tân tiếp tục nhờ Tú giữ hộ 6 khẩu súng và đạn kèm theo. Ngày 27 tháng 8, do liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, Tân đã khai ra số súng trên đang cất giữ tại nhà của Tú. Qua kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố, số súng đạn trên đều có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng. Trong đêm khuya, 3 đối tượng liều lĩnh thuê xe ô tô để vận chuyển pháo từ tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên khi đến địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để giao hàng thì đã bị lực lượng công an bắt giữ. Sáng ngày 14 tháng 9, tại khu vực khu công nghiệp Bắc Vinh thuộc xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh khám phá chuyên án bắt quả tang Nguyễn Sĩ Thái, Thái Doãn Phúc và Hoàng Hữu Thế cùng chú tỉnh Nghệ An có hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ tổng cộng 5 tạ pháo nổ. Toàn bộ số pháo trên được các đối tượng để trong xe ô tô 7 chỗ di chuyển từ tỉnh Quảng Trị ra Nghệ An để tiêu thụ. Khám nhà riêng của đối tượng chủ mưu Nguyễn Sĩ Thái tại huyện Đô Lương, lực lượng công an thu giữ thêm 7 kg pháo nổ. Hôm nay 15 tháng 9 là ngày đầu tiên tổ chức lại phiên đấu giá biển số đẹp lần thứ nhất sau sự cố vào ngày 22 tháng 8 vừa qua. Ngay trong phiên đấu giá đầu tiên thì những con số khủng đã được đưa ra để trả giá cho những biển số đẹp. Nhiều biển số được trả với giá khiến cho không ít người phải giật mình. Tính từ 9 giờ sáng đến khoảng hơn 17 giờ chiều ngày hôm nay đã diễn ra 11 cuộc đấu giá vào 5 khung giờ khác nhau. 11 biển số đẹp cũng đã được tìm được người trả giá cao nhất trong các cuộc đấu giá kéo dài khoảng 60 phút. Trong đó biển số 51K Ngũ Quý 8 được trả giá cao nhất lên tới 32 tỷ 340 triệu đồng. Tiếp đó là biển số 30K Ngũ Quý 5 giữ vị trí thứ 2 với giá là 14 tỷ 120 triệu đồng. Vị trí thứ 3 là biển số 30K56789 có giá là 13 tỷ 70 triệu đồng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, người trúng đấu giá sẽ được gửi thông báo kết quả vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập. Ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá, thông báo kết quả trúng đấu giá biển số ô tô thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Biển số ô tô trúng đấu giá chỉ được cấp cho người trúng đấu giá. Kim Thạch xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhịp sóng 24/7. Kính thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây đánh bạc khủng dưới hình thức đánh bài poker trong một chung cư cao cấp trên đường Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xác minh, xác định được người cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc này tên Nguyễn Viết Anh Quân, 22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh. Lợi dụng danh nghĩa trò chơi trí tuệ poker, Quân đã lôi kéo nhiều người trí thức tham gia cờ bạc trá hình với số tiền sát phạt hàng trăm triệu đồng trên một lần đánh. Để né tránh sự theo dõi, truy bắt của công an, Quân thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc và mỗi tuần chỉ lôi kéo các con bạc đánh một lần. Tối ngày 6 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phối hợp Công an quận 4 tiến hành bắt quả tang vụ đánh bài trên tại một căn hộ chung cư cao cấp. Qua đó đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, gồm bộ bài tây, phỉnh nhựa với số tiền quy đổi tương đương hàng trăm triệu đồng, bàn chuyên dụng để đánh bài poker. Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ, xử lý hình sự 13 người có hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc để tiếp tục điều tra làm rõ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 23/2017 của Hội đồng Nhân dân Thành phố quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực. Theo khảo sát,
có 1.174 cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 23. Đến nay mới có 401 trên 1.174 cơ sở, tức 34,2% đã tổ chức thực hiện các giải pháp theo yêu cầu của Nghị quyết 23. Vẫn còn 773 cơ sở chưa thực hiện theo yêu cầu. Trong đó 194 chung cư cư xá là nhà chung cư cũ thấp tầng. Ủy ban Nhân dân thành phố nhận xét, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23 đã có một số chuyển biến tích cực. Tuy nhiên cấp ủy chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nội dung đã được phân công, dẫn đến chậm trễ tiến độ, hiệu quả thực hiện chưa cao. Ủy ban Nhân dân thành phố giao các quận huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp với cơ quan chuyên môn, chủ động khảo sát, hướng dẫn, đề xuất phương án thực hiện phù hợp với các cơ sở không thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 136/2020 của Chính phủ. Đồng thời khảo sát đánh giá cụ thể các nội dung không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đối với những cơ sở không có khả năng khắc phục, tuyên truyền hướng dẫn cơ sở chuyển đổi công năng phù hợp, tự nguyện di dời, bắt buộc phải di dời theo quy định. Riêng các chung cư quá thời gian sử dụng đã có kế hoạch giải tỏa, xây mới, phối hợp với Sở Xây dựng, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo các sở ban ngành liên quan nhanh chóng thực hiện, tránh tình trạng quy hoạch treo kéo dài, không đảm bảo các điều kiện an toàn nói chung và điều kiện phòng cháy chữa cháy nói riêng. Sáng nay ngày 15 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc Diễn đàn Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2023. Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao sáng kiến của thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức diễn đàn kinh tế về tăng trưởng xanh, nhằm chuyển hướng và tạo động lực mới cho nền kinh tế theo hướng xanh và bền vững, đóng góp quan trọng về thực hiện cam kết và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia. Theo Phó Thủ tướng, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có tổng lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất, ước 57,6% triệu tấn, chiếm 23,3% cả nước. Về cơ bản, nền kinh tế của thành phố chủ yếu vẫn phát triển theo hướng kinh tế tuyến tính và chưa được xanh hóa. Công tác bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ, song còn nhiều vấn đề đặt ra, nhiều việc phải làm tích cực hơn. Kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn, Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, mới bắt đầu triển khai nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Sự hiện diện của các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực này, đại diện lãnh đạo các địa phương ở một số quốc gia giàu kinh nghiệm, như Bỉ, Đức, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, v.v. Đại diện lãnh đạo một số tổ chức quốc tế như WEF, UNDP, ADB, các nhà quản trị từ các cái doanh nghiệp. Hôm nay là cơ hội rất tốt để các cái địa phương thảo luận, chia sẻ và học hỏi những bài học kinh nghiệm, các cái chính sách, mô hình tốt. Thông tin đến các nhà đầu tư, chuyên gia quốc tế, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, khung chiến lược xanh đến năm 2030 của thành phố xác định người dân doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số, thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác quốc tế nhằm thực hiện 4 trụ cột: nguồn nhân lực xanh, xây dựng hạ tầng xanh, phát triển hành vi xanh, xác định ngành và lĩnh vực tiên phong. Cùng với việc lắng nghe hiến kế chuyên gia, qua diễn đàn này, thành phố cũng mong muốn hiện thực hóa các nội dung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới, trong đó có việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường hợp tác với các Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 trên thế giới, hỗ trợ những giải pháp có tính đột phá của thành phố phù hợp với hướng quốc gia và xu hướng quốc tế. Huy động các nguồn lực đầu tư vào năng lượng tái tạo, giảm phát thải nhà kính, xây dựng hệ thống giao thông công cộng, giảm ô nhiễm không khí, kết hợp với đô thị hóa thông minh, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, v.v. Trong phiên khai mạc, các đại biểu chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ nhiều chủ đề như xu hướng phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn với các siêu đô thị, xây dựng hệ sinh thái của các mô hình kinh tế tuần hoàn, chính sách trong xây dựng tăng trưởng xanh, thực trạng của thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp trong quá trình áp dụng mô hình tăng trưởng xanh. Với những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, hôm nay ngày 15 tháng 9, cầu Vàm Sát 2 đã chính thức được thông xe. Sự kiện này đã đem đến niềm vui cho bà con tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Vàm Sát 2 huyện Cần Giờ được xây dựng song song và thay thế cho cầu Vàm Sát, do cầu Vàm Sát đã xuống cấp, hẹp, tải trọng thấp, không còn đáp ứng được đà phát triển của huyện Cần Giờ. Cầu Vàm Sát 2 dài gần 1,1 km, mặt cắt ngang 10 m, bao gồm hai làn xe hỗ trợ rộng 4 m, lưu thông hai chiều và hai bên lề bộ hành. Cầu có độ tĩnh không thông thuyền cao 50 m và rộng 7 m. Với thiết kế này, không giới hạn các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hiện nay, các phương tiện đường thủy nội địa cũng qua dễ dàng.
Với cái việc thông xe cầu Giàn Sắt hai hôm nay thì như là một cái tín hiệu vui và mở ra một giai đoạn mới để Cần Giờ với cái chiến lược hướng biển, với cái cảng trung chuyển quốc tế, với khu sinh thái xanh, với định hướng vươn lên là một thành phố đặc biệt trong thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Vàm Sắt 2 đi vào hoạt động sẽ giúp khai thác hiệu quả trục đường Lý Nhơn với đường Rừng Sát và trung tâm huyện Cần Giờ và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tạo sự thuận lợi an toàn nhanh chóng cho người dân đi lại giữa các xã. Không chỉ vậy, cầu còn đóng vai trò kết nối đến phà Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giuộc tỉnh Long An, góp phần phục vụ vận chuyển hàng hóa, phát triển nuôi trồng thủy sản, hàng nông sản, kinh tế xã hội và du lịch cho huyện Cần Giờ với khu vực lân cận. Đây là cái niềm vui mừng rất là lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giờ. Cầu Vàm Sắt 2 đây là một sự mong mỏi của bà con nhân dân mà đặc biệt là của xã Lý Nhân. Cầu này là được xây dựng và khởi công vào năm 2018. Và đến hôm nay qua nhiều khó khăn vướng mắc là phải tạm dừng do đại dịch Covid-19. Khi mà chúng tôi kiểm soát được dịch bệnh thì triển khai phối hợp với đơn vị thi công để tiếp tục tập trung triển khai. Trong quá trình đó thì đây là một cái cầu nó mang cái tính đặc biệt là nó tạo cái điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà cũng như là bà con nhân dân của xã Lý Nhân trong thời gian tới. Đối với người dân, sự kiện thông xe cầu Vàm Sắt 2 hôm nay sẽ đánh dấu mốc quan trọng, góp phần đem đến sự đổi thay, tạo thêm hệ thống giao thông đường bộ và giúp giảm lệ thuộc vào tuyến giao thông thủy. Đó là niềm vui lớn nhất của những người dân nơi đây. Từ cái sản phẩm mà người nông dân ở Cần Giờ sản xuất được cũng được vận chuyển đi một cách thuận tiện và nó cũng tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái việc phát triển ở vùng quê này nhiều hơn. Có cái cầu này là thấy dân ở đây cũng sung túc hơn, phấn khởi hơn, đường đi đồ nó cũng thoải mái nữa. Còn đằng kia thì nó hơi chật. Sau dự án cầu Vàm Sắt 2 hoàn thành, huyện Cần Giờ cũng đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt nhiều dự án khác có quy mô rất lớn, như dự án xây dựng cầu Cần Giờ, dự án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự kiến các công trình sẽ được khởi công vào năm 2025. Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024. Phát biểu khai giảng năm học mới, Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Quốc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, nêu bật những kết quả đạt được trong năm học 2022-2023. Trong đó, Ban giám hiệu tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo năm học và đạt được nhiều kết quả tốt. Nổi bật là nhà trường đã tổ chức tốt công tác chiêu sinh, nhập học cho hơn 1.000 học viên, hơn 1.700 học viên các lớp bồi dưỡng và tiếp nhận đào tạo 50 học viên nước bạn Campuchia, hoàn thành 6 chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo chương trình khung của Bộ, nghiệm thu 128 chương trình giáo dục dùng cho đào tạo học viên Việt Nam và học viên Campuchia. Với những thành tích đạt được trong năm học 2022-2023, trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 vinh dự được Bộ Công an trao tặng bằng khen và một đơn vị cơ sở được tặng cờ thi đua của Bộ Công an. Nhà trường đã có 8 tập thể đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 14 tập thể đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, 55 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 383 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến và lao động tiên tiến. Sáng nay ngày 15 tháng 9, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tổ chức lễ khai giảng năm học mới năm học 2023-2024. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của hơn 50 đại biểu là các em thiếu nhi của trường tiểu học Kim Đồng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Trần Thành Hưng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học vừa qua, nhà trường đã tổ chức tốt công tác tuyển sinh, giảng dạy các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Đến nay, nhà trường đã có 6,04% cán bộ giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư, gần 57% cán bộ có học hàm thạc sĩ và gần 30% cán bộ giảng viên có trình độ cử nhân Anh văn. Đây cũng là một trong số các trường công an có tỷ lệ tiến sĩ, trình độ cử nhân Anh văn cao nhất. Bên cạnh đó là lực lượng dự bị chiến đấu sẵn sàng cho công an các tỉnh thành phía Nam. Nhà trường cũng đã hỗ trợ gần 500 học viên về công an các địa phương tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự trong các dịp cao điểm. Với chương trình công tác năm học, đẩy mạnh công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Năm học này, nhà trường quyết tâm tạo bước đột phá về công nghệ thông tin trong dạy và học,
nâng cao chất lượng trong giáo dục và đào tạo, hướng đến xây dựng nhà trường thông minh. Đối với 50 đại biểu, đặc biệt là học sinh trường tiểu học Kim Đồng, thông qua hoạt động này sẽ giúp các em hiểu thêm về nghi lễ công an nhân dân, thêm phần tự hào về quê hương tổ quốc, chấp cánh ước mơ trở thành người chiến sĩ công an nhân dân tương lai. Trong đêm khuya, ba đối tượng liều lĩnh thuê xe ô tô 7 chỗ vận chuyển pháo từ tỉnh Quảng Trị khi đến địa bàn thành phố Vinh để giao nhận hàng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Vào lúc 7 giờ ngày 14 tháng 9 tại đoạn đường N2, khu công nghiệp Bắc Vinh thuộc xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, công an thành phố Vinh đã khám phá chuyên án bắt quả tang ba đối tượng là Nguyễn Sĩ Thái, Doãn Thái Phúc và Hoàng Hữu Thế cùng chú tại tỉnh Nghệ An có hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ tổng cộng 5 tạ pháo nổ. Toàn bộ số pháo trên được các đối tượng để trong xe ô tô 7 chỗ di chuyển từ Quảng Trị ra Nghệ An để tiêu thụ. Khám nhà riêng của đối tượng chủ mưu là Nguyễn Sĩ Thái tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, lực lượng công an đã thu giữ thêm 7kg pháo nổ. Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án hình sự và tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Xuân Cường, trú tại thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên, giám đốc công ty cổ phần hóa chất và phân bón Phúc Mỹ về hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả. Theo kết quả điều tra ban đầu, công ty cổ phần hóa chất và phân bón Phúc Mỹ có trụ sở tại ấp xóm Trảng, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, do Kiều Xuân Cường làm giám đốc. Mặc dù giấy phép sản xuất phân bón vô cơ của công ty đã hết hạn từ ngày 20 tháng 9 năm 2022, nhưng Cường vẫn chỉ đạo nhân viên thuê công nhân đến công ty sử dụng các loại nguyên liệu do Cường đã mua sẵn từ trước đó rồi thực hiện san chiết, pha trộn phân bón theo công thức tỷ lệ do Cường lập sẵn, tạo ra các loại phân bón như Ure, DAP, NPK. Bằng các biện pháp công tác, thì ngày 9 tháng 1 năm 2023, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang việc pha trộn phân bón của công ty, đồng thời lập biên bản tạm giữ 374 bao phân bón giả. Thưa quý vị, Tết Trung Thu đang đến rất gần và nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, đặc biệt là bánh Trung Thu tăng cao. Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh uy tín trên thị trường thì còn xuất hiện một số loại bánh kẹo nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng để mọi người dân được đón Tết Trung Thu trong niềm vui trọn vẹn. Hơn 300 hộp bánh Trung Thu, tương đương với 21.000 chiếc. Đây là số lượng bánh Trung Thu không rõ nguồn gốc vừa bị đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế môi trường và buôn lậu Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên phát hiện và xử lý. Đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng loại bánh này trong mùa Trung Thu năm nay. Thị trường của bánh Trung Thu thì lâu nay năm nào cũng xảy ra những cái việc mà quản lý thị trường bắt giữ cho nó làm cho người tiêu dùng hết sức là hoang mang. Hiện nay thì cũng là thời điểm mà vào mùa Trung Thu thì cũng có rất nhiều cái nhãn hàng và quảng cáo những cái bánh Trung Thu ở cái mức giá khác nhau. Thì bên cạnh đó những có những cái cơ sở, những cái đơn vị thì họ sản xuất ra những cái mức bánh giá nó rất là rẻ và đi cùng với đó là những cái chất lượng sản phẩm kém. Thì như vậy thì một số cái sản phẩm không rõ nguồn gốc thì có thể đánh lừa người tiêu dùng và gây cái sự hoang mang khi mà mình lựa chọn sản phẩm. Và như thế thì ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Theo ghi nhận, trên thị trường hiện có hàng trăm chủng loại bánh Trung Thu khác nhau, từ bình dân đến cao cấp. Và cũng chưa bao giờ người tiêu dùng hết lo lắng vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mỗi khi mùa Trung Thu đến. Người tiêu dùng phải đóng một vai trò then chốt, bởi vì chỉ có người tiêu dùng mới biết được rằng là cái sản phẩm mình mua nó có phải là thực phẩm có được an toàn hay không. Các tổ chức cá nhân đều có thể cung cấp cho lực lượng quản lý thị trường qua đường dây nóng đã được công bố ở trên website dms.gov.vn. Tại 63 tỉnh thành chúng tôi đều có đường dây nóng, và khi nhận được thông tin đường dây nóng thì chúng tôi sẽ tiến hành xem xét, nếu đầy đủ thông tin chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm và kịp thời. Bên cạnh đó, nhằm bảo vệ quyền lợi sức khỏe, người tiêu dùng cũng nên chọn mua bánh Trung Thu tại những cửa hàng uy tín có trang bị thiết bị che đậy cẩn thận, sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng.
tuyệt đối không mua những sản phẩm trôi nổi, hàng lậu, cũng như lưu ý một số khuyến cáo của nhà sản xuất cho loại mặt hàng này để đảm bảo an toàn. Chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý. Hôm nay phiên đấu giá biển số ô tô đẹp đã được công ty đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức lại sau lần đầu gặp sự cố quá tải hệ thống đấu giá do lượng truy cập tăng đột biến xảy ra vào ngày 22 tháng 8 vừa qua. Và ngày hôm nay, những tấm biển số đầu tiên đã tìm được chủ nhân của mình. Đáng chú ý, có những biển số được trả lên tới hơn 32 tỷ đồng. Theo kết quả cập nhật trên trang web của công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, tính từ 9 giờ sáng nay cho đến thời điểm hiện tại, thì biển số 51K Ngũ Quý 8 đã tìm được chủ nhân trả giá cao nhất với giá là 32,34 tỷ đồng. Ngoài ra, biển số 30K Ngũ Quý 5 vẫn đang là biển số được trả giá cao nhất tính đến thời điểm hiện tại, với mức giá đến thời điểm kết thúc phiên đấu là 14,12 tỷ đồng. Vị trí thứ hai là biển 36A Ngũ Quý 9 với giá là 7,47 tỷ đồng. Với vị trí thứ ba là 99A Ngũ Quý 6 với giá là 4,27 tỷ đồng. Theo dự kiến, trong chiều ngày hôm nay sẽ còn 5 biển số đẹp khác sẽ lên sàn đấu. Phiên đấu giá cuối cùng sẽ kết thúc vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều nay. Thưa quý vị, vụ cháy chung cư phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào tối ngày 12 tháng 9 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thì nhiều người dân, đặc biệt là hộ gia đình sống tại các chung cư mini, khu tập thể đã ngay lập tức tìm mua các trang thiết bị phục vụ phòng cháy chữa cháy nhằm chủ động hơn khi ứng phó mà khi gặp hỏa hoạn xảy ra. Đây là nguyên nhân khiến thị trường này nóng hơn bao giờ hết. Tại cửa hàng kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, trong 2 ngày vừa qua, rất nhiều khách hàng đã tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy như mặt nạ chống độc, bình chữa cháy, thang dây, kéo theo tình trạng khan hiếm của mặt hàng này. Mặc dù vậy, giá cả cũng không thay đổi nhiều so với thời điểm trước đây. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho gia đình thì nhà tôi cũng có bán hàng rồi, thì cũng có mua cái bình xịt khí rồi. Bây giờ qua cái vụ tai nạn chọn cháy nhà chung cư thì gia đình tôi cũng tìm mua cái mặt nạ chống độc và thang dây để đảm bảo an toàn cho người thân trong gia đình. Thì cứ sau một vụ cháy thì gần như là cái lượng khách hàng họ mua đều tăng đột biến cả. Người dân lại chú trọng về mặt nạ phòng độc này, về thang dây này, về bình cứu hỏa. Đối với những người dân hay mua thì là loại bình bột 4 cân và bình khí siêu 2-3 cân. Thì giá của bình bột 4 cân thì khoảng 350.000 một bình. Bình khí CO2 là khoảng 600.000 bình. Mặt nạ chống độc thì nó những cái loại là chất lượng tốt ấy, thì nó dao động từ 250.000 đến khoảng 450.000 một cái. Một thang dây thì lượng mua hàng thì cũng nhiều. Nhưng mà chủ yếu ở các cái nhà trọ là nhiều thôi. Thì dao động chỉ khoảng độ 90 cho đến 200.000 một mét. Tương tự như các cửa hàng kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy, xưởng sản xuất thiết bị báo cháy này liên tục nhận được các đơn đặt hàng từ nhiều nơi. Đặc biệt là hệ thống báo cháy không dây với chức năng báo cháy địa chỉ, tự động gọi điện thoại cho 20 số cùng một lúc đã được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ kiểm đếm chất lượng. Giá thành cho một bộ thiết bị báo cháy dao động từ 700.000 đồng đến 10 triệu đồng, tùy thuộc vào diện tích nhà, số lượng phòng của từng hộ gia đình. iOS hoặc Android thì cài là đều là miễn phí. Khi mà có cảnh báo đây thì nó báo trên ứng dụng, đồng thời là nó gọi đến cục như có một thiết bị có chức năng là cảnh báo đến những chủ nhà nếu như mà họ không ở nhà hoặc chỉ có người già trẻ nhỏ ở nhà, thì người dùng có thể cài đặt không giới hạn các số điện thoại vào thiết bị này, và khi xảy ra sự cố thì thiết bị sẽ gọi cho 20 số điện thoại đồng thời để thông báo. Sau lượt 20 số đầu tiên, nó sẽ gọi tiếp đến những số tiếp theo cho đến khi hết các số điện thoại được cài đặt trong danh sách. Cách dễ nhất để người dân chúng ta phân biệt giữa hàng chất lượng kém và hàng chất lượng tốt, đấy là trên sản phẩm cần phải có tem kiểm định của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cấp, có mã QR và có thể tra cứu được bằng điện thoại di động của bất kỳ ai. Thị trường trang thiết bị phòng cháy chữa cháy thậm chí nóng ở cả trên mạng online, khi các sàn thương mại điện tử chuyên bán thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo hộ lao động cũng cho biết, kể từ sau khi có vụ cháy chung cư xảy ra, khách đặt hàng tăng gấp 3-4 lần so với trước đó. Tuy nhiên, người dân cũng nên cân nhắc
chọn mua các mặt hàng có nguồn gốc tại cơ sở uy tín, có dán tem kiểm định, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, dẫn đến tiền mất tật mang. Và cũng liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, để tiếp nhận sự ủng hộ, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với những nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Được thuận tiện hơn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thông báo số tài khoản tiếp nhận chính thức như sau. Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, quỹ cứu trợ. Số tài khoản: 37610905720910049, tại kho bạc nhà nước Hà Nội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân cũng tiếp nhận qua số tài khoản 37610905115891999 tại kho bạc nhà nước Thanh Xuân. Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, với số tài khoản 12800119657 tại ngân hàng Vietinbank. Nội dung chuyển khoản: hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Mọi sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo công bằng, công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến 12 giờ ngày 14 tháng 9, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho 47 trường hợp tử vong và 37 người bị thương. Tổng kinh phí hỗ trợ là 852 triệu đồng. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội thì tính đến thời điểm này vẫn còn nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ đang điều trị tích cực tại các bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103. Trong số các bệnh nhân này có 6 ca trong tình trạng nặng, nguy kịch, số còn lại ở mức độ trung bình và nhẹ, nhiều ca sức khỏe ổn định sau khi ngộ độc khí CO. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố Hồ Chí Minh để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương Nam. Kim Thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương Nam. Kính thưa quý vị, đoàn kiểm tra về thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia đã có buổi làm việc với thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nghị quyết 30 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo từ kiểm tra của thành phố Cần Thơ, thực hiện nghị quyết, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành 26 văn bản liên quan đến lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong toàn đảng bộ thành phố. Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, tham mưu cho thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi 7 nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết. Trong đó có những nhiệm vụ đạt nhiều kết quả cao. Trên cơ sở những kết quả đạt được, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thành phố Cần Thơ xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết trong thời gian tới: đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Chủ đầu tư dự án khu dân cư Vinhome Central Park, quận Bình Thạnh đã có đề nghị các cơ quan chức năng tiếp nhận các tuyến đường D1, D19 trong dự án, trong đó thì có tuyến đường ven sông Sài Gòn. Các tuyến đường D1, D19 thời gian qua là đường nội bộ trong khu dân cư Vinhome Central Park nằm ven sông Sài Gòn qua trung tâm thành phố. Liên kề đoạn này cũng là tuyến ven sông đã được đầu tư hoàn thiện nhưng thuộc dự án khác là Sài Gòn Pier. Giữa hai dự án đang bị ngăn cách bởi một bức tường khiến đường ven sông chưa được nối thông. Việc bàn giao các tuyến đường này cho thành phố Hồ Chí Minh nhằm tuân thủ và thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, đồng thời giúp thành phố Hồ Chí Minh sớm thông suốt đoạn đường ven sông dài khoảng 4 km. Từ bến Bạch Đằng tới cầu Sài Gòn. Với việc tỷ giá trung tâm được công bố cao nhất từ trước đến nay, giá đô la Mỹ bán ra tại các ngân hàng thương mại trong ngày cũng đồng loạt vượt xa 24.000 đồng trên 1 đô la Mỹ. Theo đó, tỷ giá trung tâm ở mức 24.013 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 18 đồng so với ngày 13 tháng 9. Đây là tỷ giá trung tâm cao nhất từ trước đến nay,
với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần là 25.214 đồng trên 1 đô la Mỹ và sàn là 22.812 đồng trên 1 đô la Mỹ. Trong đó, Vietcombank niêm yết giá đô la Mỹ ở mức 24.039 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và 24.370 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra, tăng 50 đồng cả chiều mua và bán so với hôm trước. Agribank cũng báo giá đô la Mỹ tăng 60 đồng lên 24.030 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và 24.350 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Đồng đô la Mỹ trên thế giới đang có chuỗi thời gian tăng giá dài nhất trong gần 9 năm. Mới đây, hai ngân hàng lớn trong nhóm Big Four ngân hàng đều đã đưa lãi suất huy động 12 tháng xuống còn 5,5% một năm, ngang mức thấp lịch sử ghi nhận trong giai đoạn COVID-19. Cụ thể, với kỳ hạn 3 tháng tại Agribank, khách hàng sẽ chỉ còn nhận được lãi suất 3,5%, giảm 0,3% so với lần điều chỉnh gần nhất. Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất được hạ xuống còn 4,5%, giảm 0,2%. Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi chỉ còn 5,5% trên một năm, tương đương mức điều chỉnh 0,3%. Cùng với Agribank, Vietcombank cũng vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới giảm khá mạnh. Đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, lãi suất cao nhất chỉ còn 5,5% trên một năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, giảm 0,3% so với trước. Tương tự, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng tại quầy cũng giảm 0,2%, xuống còn 4,5% trên một năm. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng giảm 0,3%, xuống còn 3,5% trên một năm. Sau một thời gian tăng cao, giá gạo trên thị trường thế giới đang có dấu hiệu hạ nhiệt trong những ngày gần đây, đặc biệt là từ các nguồn cung chính như là Thái Lan, Việt Nam và Pakistan. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam, sự hạ nhiệt trên thị trường quốc tế là một tín hiệu tích cực và quan trọng. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan hiện giảm 15 đô la Mỹ so với đầu tuần, còn lần lượt là 628 đô la Mỹ trên một tấn và 618 đô la Mỹ trên một tấn. Gạo Pakistan giảm 5 đô la Mỹ còn 608 đô la Mỹ trên một tấn. Trong khi đó, các loại gạo 25% tấm từ các nguồn cung này cũng giảm từ 5 đến 15 đô la Mỹ trên một tấn. Cụ thể, gạo Việt Nam là 613 đô la Mỹ trên một tấn, Thái Lan 563 đô la Mỹ trên một tấn và Pakistan 538 đô la Mỹ trên một tấn. Như vậy, thị trường gạo thế giới bắt đầu hạ nhiệt sau một thời gian tăng nóng khi Ấn Độ, UAE và Nga cấm xuất khẩu gạo khiến nguồn cung gạo thiếu hụt. Giá gạo thế giới hạ nhiệt được xem là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam. Ví dụ như một loại lúa thời điểm cao thì khoảng 8.200 đến 8.300, thì hiện tại nó còn khoảng 7.450. Hiện tại thì đối với các đơn hàng mới thì công ty không còn phải chịu phần lỗ như cách đây khoảng 2 tháng. Thì nó đảm bảo được vấn đề mua bán, thì các đơn hàng hiện tại thì công ty đã bán với giá có lãi. So với thời điểm cách đây khoảng một tuần thì giá có giảm khoảng 10%. Tuy nhiên là điều này vẫn tốt cho bà con nông dân và vẫn đảm bảo được cái lượng hàng xuất khẩu từ Việt Nam là ổn định. Còn về lâu về dài thì đương nhiên là chúng tôi nghĩ rằng là đây đã là một cái dấu hiệu và một cái bước để xác lập một mức giá mới cho gạo trên thị trường quốc tế. Hiện tại, nhiều nhà nhập khẩu trên toàn cầu đang cân nhắc trì hoãn các hợp đồng mua gạo do mùa vụ sản xuất chính tại các nguồn cung như Ấn Độ, Thái Lan và Myanmar chỉ còn hơn một tháng nữa là vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho biết giá gạo có thể tăng trở lại sau khi đã giảm và chỉ số giá lương thực thế giới đã đạt mức thấp nhất trong 2 năm vào tháng 8. Trái lại, chỉ số giá gạo đã tăng gần 10% so với tháng 7 do quyết định cấm xuất khẩu gạo trắng Indica của Ấn Độ vào tháng 7 đã gây sự gián đoạn trong thương mại tại thời điểm nguồn cung khan hiếm trước vụ thu hoạch mới. Với những biến động như vậy, dự kiến trong 4 tháng cuối năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ vẫn được thúc đẩy bởi các đơn đặt hàng tốt từ nhiều thị trường mới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đang lo ngại về việc nguồn cung không đủ để đáp ứng nhu cầu. Tôi nghĩ nếu mà tháng 10, khi mà cái mùa vụ của Ấn Độ thu hoạch rồi, mà nếu mà chính phủ Ấn Độ bán hàng ra để nhập cái hàng mùa vụ mới vào, thì đương nhiên cái giá thành của gạo thế giới nó sẽ tiếp tục giảm thêm. Còn nếu mà chính phủ Ấn Độ mà nó còn lệ thuộc vào thời tiết, lệ thuộc vào cái sản lượng trong nước, mà họ tiếp tục duy trì cái lệnh cấm này cho tới đến bầu cử, thì khả năng
giảm nữa thì còn phải đợi. Trong thời gian gần đây, tăng giá gạo diễn ra quá nhanh, gây ra sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng từ nông dân đến thương lái, nhà máy xay xát chế biến và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu khi gặp khó khăn trong việc đáp ứng các hợp đồng đã ký. Hiệp hội Lương thực Việt Nam đề xuất việc bổ sung cơ chế quy định giá sàn xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo tính công bằng cho nông dân và thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nhân xuất khẩu gạo. Hai sự kiện hiếm và độc đáo vừa diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, ấp nở thành công cá sấu sim quý hiếm và hai con hà mã đã chào đón đứa con đầu lòng sau 8 năm, khiến cho du khách không khỏi phấn khích khi mà đến tham quan. Và phóng sự này cũng sẽ kết thúc Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Hàng năm, Công viên Văn hóa Đầm Sen đón chào hàng trăm cá sấu sim quý hiếm thông qua phương pháp ấp nở nhân tạo. Kết quả gần đây đã mang lại thành công với việc ấp nở thành công 250 con cá sấu sim con. Trong chu kỳ này, tại Đầm Sen có 40 con cá sấu cái mang thai và đẻ trứng. Những nhân viên tận tâm tạo môi trường ổ trứng tự nhiên bằng đất và lá cây, sau đó đặt chúng trong ổ ấp với nhiệt độ được kiểm soát từ bóng đèn trong suốt 78 ngày. Sau khi nở, chúng được chăm sóc đến khi trở nên cứng cáp. Cá sấu sim trưởng thành có chiều dài từ 2 đến 4 mét và sống ở các sông, hồ và đầm lầy nước ngọt. Có mô hình là cá sấu, ấp cá sấu sim, đặc biệt là đây là ấp nhân tạo theo mô hình cổ điển xưa tới giờ. Thì hiện tại Đầm Sen là ấp rất thành công 20 năm, khoảng 20 năm nay rồi. Thì tỷ lệ nở rất là đạt thành công trên 90%. Vườn thú trong đây là cũng góp phần là để du khách đến tham quan. Các đặc biệt các em trẻ em rất là thích. Và đây là tham quan mà là tương tác trực tiếp với thú, cho nên là đây là loại hình là mô hình mới của tất cả vườn thú hiện tại cũng đang làm. Mình thấy đi vô đây thì nó cũng mát mẻ, mấy con thú thì nó cũng dễ thương. Nó nhiều, có nhiều loại con nó sinh sản ra, nó cho bé nó học hỏi nhiều hơn. Em dắt bé đi cho bé tham quan, cho các bé học hỏi được một chút. Một sự kiện độc đáo khác là sau 8 tháng mang thai, hà mã nuôi tại Đầm Sen đã sinh con đầu lòng với trọng lượng 25 kg. Điều này đánh dấu sự kiện quan trọng khi hà mã sinh con sau 8 năm kể từ khi được đưa về nuôi tại Đầm Sen. Theo người quản lý vườn thú tại Đầm Sen, quá trình chăm sóc hà mã mẹ từ lúc mang thai đến khi sinh con đã được chú ý và quan tâm đặc biệt. Bởi vì hà mã con cần bú sữa mẹ nên chế độ ăn uống của hà mã mẹ được đặc biệt chú trọng. Sau hơn một tháng từ khi sinh, hà mã con hiện nặng hơn 30 kg và có sức khỏe tốt, luôn bám chặt vào mẹ. Tuy nhiên, do tình trạng mới sinh nên khu vực nuôi gia đình hà mã vẫn tạm dừng đón khách. Dự kiến sau khoảng 2 tháng nữa sẽ bắt đầu mở cửa để khách tham quan.